Suy niệm tin mừng Chúa nhật thứ 14 mùa thường niên năm C Bài của Linh Mục An Tôn Nguyễn Văn Độ Hãy ra đi giao giảng tin mừng Tin mừng hôm nay cho thấy có một số đông những người vây quanh Chúa Giêsu Nhìn đồng lúa chín vàng Chúa nói với họ Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít Vậy các con hãy xin chủ ruộng sai thợ đến gặt lúa của người Luca chương 10 câu 2 và người đã chọn trong đám đông đó một số người anh hãy theo ta anh và cả anh nữa cho đến người thứ 72 như thế ngoài số 12 tông đồ ra còn có rất nhiều môn đệ được chúa gọi đi theo chúa trong số các môn đệ người chúa Giêsu đã chọn ra 72 người khác và giao cho một sứ vụ cụ thể người đòi hỏi họ như đòi hỏi nhóm 12 là dứt khoát từ bỏ những dính bén của cải trần thế và phó thác hoàn toàn cho sự quan phòng của Thiên Chúa toàn năng. Chọn xong rồi, Chúa sai họ cứ từng hai người một đi đến các thành và các nơi mà người định tới. Một người trong số họ đã có thể trả lời trong sự lúng túng, nhưng là thầy, con đến chỉ để lắng nghe lời thầy thôi, vì tất cả những gì thầy nói đều tốt đẹp. Chúa cảnh báo họ đề phòng những hiểu nguy đang chờ đợi họ. Các con hãy đi, này ta sai các con như chiên con vào giữa xoáy rừng. Luca chương 10 câu 3 Và bằng cách dùng các hình ảnh quen thuộc của dụ ngôn, Chúa nói thêm, các con đừng mang theo túi tiền, bao bị, giày dép. Luca chương 10 câu 4 Diễn đạt bằng ngôn cử biểu cảm của Chúa Giêsu là Hãy để sự trợ giúp của con người sang một bên, Thầy xa các con đi, các con cứ đi Và như thế là đã đủ Cho dù các con ở xa tiết tắp Thầy vẫn ở bên cạnh các con, đồng hành với các con 72 người này khác với 12 môn đệ kia Chúa chọn gọi 12 ông để ở lại với người còn 72 môn đệ ở lại với gia đình và nghề nghiệp của họ và sống điều họ khám phá ra khi ở bên Chúa Giêsu để làm chứng Mỗi người một địa vị đơn giản là để giúp những người xung quanh để họ được gần gũi Chúa Giêsu hơn. Cuộc phiêu lưu của họ kết thúc tốt đẹp. 72 trở về vui mừng. Luca chương 10 câu 17. Ngồi quanh Chúa Giêsu, họ kể cho Chúa nghe những kinh nghiệm từng gặp và họ khám phá ra nét đẹp của đời nhân chứng. Biến cố thờ xa xưa ấy ngày hôm nay nhắc nhớ chúng ta rằng đây không phải là một ký ức đơn thuần lịch sử chúng ta cảm thấy mình có liên quan chúng ta có thể đến gần Chúa Giêsu hiện diện trong các nhà thờ và tôn thờ Chúa Giêsu trong bí tích thánh thể Đức Thánh Cha Francisco khuyến khích chúng ta mang Chúa Giêsu Kitô đến cho mọi người và dẫn mọi người đến gặp gỡ Chúa Giêsu Kitô là đường là sự thật và là sự sống người đang thực sự hiện diện trong giáo hội và nơi con người hôm nay Thánh Công đồng Vatican thứ hai trong sắc lệnh về tông đồ giáo dân nhắc nhở chúng ta rằng sau khi rửa tội mỗi người Kitô được mời gọi để thực hiện một sứ mệnh nhân dân Chúa vậy Thánh Công đồng nhân dân Chúa hết sức kêu mời tất cả các giáo dân hưởng ứng sự thúc đẩy của Chúa Thánh Thần hãy mau mắn đại độ và sẵn sàng đáp lại tiếng gọi của Chúa Kitô đến giờ đây đang tha thiết mời gọi họ ước gì giới trẻ hiểu rằng lời mời gọi này được đặc biệt gửi tới họ và ước gì họ vui mừng và quảng đại đón nhận quả thật chính chúa một lần nữa nhờ thánh công đồng này mời gọi tất cả các giáo dân hãy kết hợp với người ngày một mật thiết hơn và nhận thức được những gì người cũng đã là của chính mình họ hãy tham gia vào sứ mạng cứu rỗi của chính người và một lần nữa người sai họ đi tới các thanh và những nơi người sẽ đến. Luca chương 10 có 1. Như thế, giáo dân hãy chứng tỏ mình là cộng tác viên của Chúa, cộng tác vào cùng một công cuộc tông đồ của Giáo hội bằng nhiều hình thức và phương tiện khác nhau. Những cộng tác viên phải luôn luôn thích nghi với những đòi hỏi mới của thời đại và không ngừng ra sức phục vụ Chúa, bởi biết rằng khó nhọc của mình không phải là uổng phí trong người thư thứ nhất của thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Corinto chương 15 câu 58. Chúa Giêsu Kitô muốn thấm nhuần nơi các môn đệ của người sự mạnh dạn tông đồ. Chính vì lý do đó mà Chúa Giêsu nói với họ: "Này ta sai các con." Luca chương 10 câu 3. Và thánh Gioan Kim Khẩu giải thích rằng như thế đã đủ để ban cho các con sự can đảm. Điều này cũng đủ để ban cho các con niềm tin để các con không còn sợ hãi trước sự tấn công của kẻ thù, sự can đảm của các thông đồ và của các môn đệ đến từ chính Thiên Chúa là đấng đã chọn họ và sai họ đi như Phêrô đã quả quyết trước thượng hội đồng rằng nhân danh Chúa Giêsu Kitô thành Nazareth Vì dưới gầm trời này không có một danh nào khác đã được ban xuống cho nhân loại để phải nhờ vào đó mà chúng ta trông được giải thoát Tông Đồ Công Vụ chương 4 câu 12 Các con hãy đi Lời Chúa Giêsu ngày hôm nay vẫn còn rất cấp bách Xin cho các bạn trẻ đáp lại sự xa đi của Chúa AMEN Bài của Linh Mục An Tôn Nguyễn Văn Độ